Như vậy là một vòng đấu nữa đã khép lại và chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều các trận cầu đình diễn ra trên khắp các sân cỏ của xứ sở sương mù. Cuộc đại chiến giữa Chelsea, Liverpool hay Man City, Arsenal có lẽ là hai trận đấu được mong chờ nhất ở vòng đấu này. Với điểm nhấn là màn ra mắt cực kỳ thành công của các tân binh cùng những cái tên đã khẳng định được đẳng cấp của mình trong hai vòng đấu đầu tiên. Sau đây sẽ là đội hình tiêu biểu được chúng tôi bình chọn tại vòng 3 Premier League. Dean Henderson gặp chấn thương và thủ thành người Tây Ban Nha ngay lập tức trở lại vị trí số 1 trong khung thành của Manchester United ở đầu mùa giải năm nay. De Gea vẫn luôn luôn là thủ môn được biết đến với khả năng phản xạ siêu việt và một lần nữa điều đó đã được thể hiện trong trận gặp Wolverhampton ở vòng 3 vừa rồi. Phút 69, Roman Saiz có liên tiếp hai tình huống dứt điểm nhưng đều bị thủ thành người Tây Ban Nha cản phá ngay trên vạch vôi. Pha cứu thua liên tiếp trong tích tắc cùng sự chắc chắn xuyên suốt cả trận đấu khiến anh xứng đáng có một vị trí gác đền trong đội hình của tuần. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer thời gian tới chắc hẳn sẽ có một cơn đau đầu dễ chịu trong việc lựa chọn vị trí thủ môn của đội chủ sân Old Trafford khi mà Dean Henderson dự kiến sẽ quay trở lại vào đầu tháng 9 này. Chelsea đã có một trận đấu đầy quả cảm trên sân Anfield khi họ phải chơi với 10 người trong suốt hiệp 2 của trận đấu. Việc không để thua thêm bàn nào và khép lại trận đấu với tỷ số hòa 1-1 có thể coi là thành công của thầy trò huấn luyện viên Tuchel. Và trong đó, Aspilicueta trở thành lá chắn vững vàng nhất của The Blue trước những áp lực liên tục của đội chủ nhà Liverpool. Hậu vệ người Tây Ban Nha có cho mình 6 pha tắc bóng, 9 lần giải vây trong trận này và được Who Score chấm điểm cao thứ hai cả trận, chỉ xếp sau thủ thành Eduard Mendy. Aspilicueta với tam băng thủ quân trên tay đã thể hiện bản lĩnh của một nhà vua châu Âu khi đối mặt với anh là sức ép liên tục của cầu thủ Liverpool và cổ động viên bốn phía khán đài của sân Anfield. Và đó cũng là lý do vị trí trung vệ trong đội hình này thuộc về thủ quân của nửa xanh thành London. Vòng đấu thứ 3 tại Premier League đánh dấu màn ra mắt thành công của tân binh đội chủ sân Old Trafford, Rafael Varane. Công bằng mà nói, Man United đã không có được một thế trận tốt trước các thủ quân Wolverhampton. Tuy nhiên, sự xuất sắc của hàng thủ đã giúp cho Quỷ Đỏ đứng vững trong xuyên suốt 90 phút của trận đấu. Đường truyền kiến tạo để giúp Mason Greenwood ấn định bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến cho màn ra mắt của tuyển thủ người Pháp trở nên trọn vẹn. Ở khía cạnh phòng ngự, cựu trung vệ Real đã dần bắt nhịp được với tốc độ của giải ngoại hạng Anh. Anh có cho mình 5 lần giải vây trong suốt 90 phút và cực kỳ điềm tĩnh trong những tình huống phải đối mặt với các đợt phản công của bầy sói. Với Varane, khả năng triển khai bóng của Man United được cải thiện đáng kể. Anh tung ra 68 đường truyền đạt tỷ lệ chính xác 88%, trong đó có một key pass và một kiến tạo. Sự xuất sắc trong ngày ra mắt của tân binh Varane khiến chúng tôi lựa chọn anh cho vị trí trung vệ tuần này. Cầu thủ người Anh đang dần thể hiện mình là một trong những hậu vệ hàng đầu của giải đấu. Bỏ qua cái mác hậu vệ chỉ biết thủ, Wan-Bissaka đang hoàn thiện mình cho màu áo của Man United. Hậu vệ người Anh đã có một ngày làm việc vất vả với những Adama Traore, Fernando Marchand. Tuy nhiên sau cùng cũng đã hoàn thành tốt công việc của mình khi phong tỏa hoàn toàn hướng lên bóng bên hành lang cánh trái của đối thủ. Khả năng tấn công cũng là điểm đáng bàn của hậu vệ người Anh. Năm nay Wan-Bissaka đã thể hiện tốt hơn nhiều trên mặt trận tấn công. Các bài phối hợp nhóm 2, nhóm 3 được thực hiện nhuần nhuyễn. Những quả tạt của chàng nhện bên hành lang cánh phải cũng đem lại những cơ hội rõ rệt cho đội chủ sân Old Trafford. Tương lai, những quả tạt đó sẽ càng trở nên lợi hại hơn nữa với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo. Đối thủ cùng thành phố Manchester City cũng không chịu kém cạnh với vị trí hậu vệ bên hành lang cánh trái. João Cancelo từ mùa giải năm ngoái đã vươn mình trở thành một trong những hậu vệ hàng đầu tại Premier League. Và một lần nữa, đẳng cấp đó đã được anh thể hiện trong trận đấu với Arsenal. Hậu vệ người Bồ Đào Nha có 98 đường truyền trong đó đạt tỷ lệ thành công lên tới 90%. Một con số khủng khiếp thậm chí với một tiền vệ chứ không nói đến một hậu vệ như João Cancelo. Sự xuất sắc của cựu cầu thủ Juventus khiến hàng phòng ngự của Arsenal chao đảo. Những bài phối hợp trồng biên cùng những quả tạt chất lượng từ hành lang cánh trái đã trở thành nỗi ác mộng của Kolasinac, Chambers và Holding ngày hôm đó. Vị trí cánh trái trong đội hình này chắc chắn phải thuộc về cái tên João Cancelo. Cầu thủ trẻ người Anh có lẽ là cái tên xa lạ nhất trong danh sách này. Cú đúp ghi được hồi cuối tuần khiến anh xứng đáng lọt vào đội hình tiêu biểu. Tiền vệ sinh năm 2000 trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea và hiện đang thi đấu cho đội chủ sân St. Hughes Park theo một bản hợp đồng cho mượn. Khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp và dứt điểm gọn gàng chính là điểm mạnh của Gallagher. Hai bàn thắng anh ghi được trong trận hòa 2-2 đều cùng một kịch bản. Bắt nguồn từ phía hành lang cánh trái, bóng được căng vào và sau đó Gallagher với lợi thế của mình di chuyển nhận bóng, xoay sở trong phạm vi hẹp và sút tung lưới thủ môn Lucas Fabianski.
Conor Gallagher đang dần trở thành nhân tố chính trên hàng công của Crystal Palace khi trong 3 trận gần nhất đội bóng này mới chỉ ghi được 2 bàn thắng và nó đều thuộc về tài năng trẻ của lò đào tạo Chelsea. Chiếc máy đếm nhịp của Man City sẽ là người đá cặp với tài năng trẻ người Anh Conor Gallagher. Tiền vệ của The City thực sự là ông chủ của khu trung tuyến ở vòng đấu vừa rồi. Rodri với 4 pha tác bóng, một lần giải vây, một lần ngăn chặn trong 90 phút đã bẻ gãy hoàn toàn các đợt lên bóng bên phía Arsenal. Pháo thủ thậm chí chỉ có một cú sút duy nhất xuyên suốt cả trận đấu. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho đẳng cấp của tiền vệ người Tây Ban Nha ở vòng đấu này. Rodri như thường lệ đọc tình huống nhanh, chơi bóng đĩnh đạc và là điểm nối giữa hai tuyến. Chiếc máy đếm nhịp thậm chí còn sở hữu thông số truyền khủng hơn cả Cancelo với 104 đường truyền đạt tỷ lệ chính xác 96%, trong đó có 2 key pass. Bấy nhiêu đó là đủ để anh có một slot trong đội hình xuất sắc của tuần này. Bản hợp đồng mới của đội chủ sân Etihad đang dần cho thấy được giá trị của mình. Sau màn khai nòng trong trận đấu với Norwich, Julis tiếp tục để lại dấu giày với đường kiến tạo thuận lợi để Jesus lập công, nâng tỷ số lên 3-0, đồng thời đóng hòm luôn trận đấu. Những phẩm chất tốt nhất của Julis trong các tình huống đối đầu 1-1 luôn khiến cho người theo kèm anh là Cedric Suarez phải cực kỳ vất vả, thậm chí phải phạm lỗi để ngăn cản những pha đi bóng khó chịu của tiền vệ người Anh. Julis có vẻ như đang dần dần bắt nhịp được với các đồng đội tại Man City và cầu thủ người Anh hứa hẹn sẽ còn trở nên đáng sợ hơn nữa. Gabriel Jesus với vị trí tiền đạo cánh phải có thể coi là một phát hiện của Pep Guardiola trong mùa giải năm nay. Là cầu thủ có kỹ năng dây dắt và khả năng độc lập tác chiến, Jesus vô tình trở thành lời giải cho vị trí bên hành lang cánh phải trong thời điểm mà những Riyad Mahrez hay Raheem Sterling không đạt được điểm rơi phong độ. Cũng từng là vị trí được đặt hoài nghi vào mùa giải năm nay, Jesus đã tỏa sáng vai trò mới. Trong trận gặp Norwich tại vòng 2, cầu thủ này thậm chí còn lập một cú đúp kiến tạo, giữ vững phong độ đó. Tiền đạo người Brazil tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng 5 sao của Man City vòng này và đồng thời góp thêm một đường kiến tạo để Gundogan đánh đầu tung lưới Beleno. Ở Jesus, người ta thấy được sự đơn giản và hiệu quả trong các đợt tấn công của The City, điều mà Pep luôn tìm kiếm bấy lâu ở cậu học trò của mình. Antonio đang thực sự trở thành một cỗ máy săn bàn hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Anh hiện tại đã ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 4 pha lập công. Vòng đấu này dù gặp khó trước một Crystal Palace chơi cực kỳ lì lợm, Antonio cũng đã có cho mình riêng một bàn thắng và một kiến tạo. Khả năng dứt điểm toàn diện cùng sự cản lướt đến đáng sợ của tiền đạo West Ham đang trở thành mối hiểm họa của bất kỳ ông lớn nào tại giải Ngoại hạng Anh. Thời gian sắp tới, West Ham sẽ có được bài kiểm tra kỹ càng hơn cho thứ vũ khí của mình khi lần lượt phải đối đầu với Southampton, Manchester United và Leeds United. Chiến thắng đậm đà của Pep Guardiola trước người đồng nghiệp cũ Mikel Arteta trên sân nhà Etihad chính là lý do các đại diện của đội xanh thành Manchester chiếm phần lớn vị trí trong đội hình này. Tại trận đại thắng 5-0, Ferran Torres là cái tên đã có cho riêng mình 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Khả năng chọn vị trí thông minh và di chuyển linh hoạt chính là điều khiến Pep lựa chọn anh cho vị trí cao nhất cho đội hình của The Citizen. Đã có lúc tiền vệ người Tây Ban Nha từng chừng đã trở thành một người thừa trong hàng tiền vệ chật trội của City. Tuy nhiên trong cái rủi là có cái may, Man City gần như sẽ không thể đem về tiền đạo Harry Kane ngay trong mùa hè này và điều đó đã mở ra cơ hội cho Torres. Kể từ sau trận thua mối mặt trước Tottenham ở vòng đấu đầu tiên, City đã ghi tới 10 bàn trong 2 trận đấu gần nhất. Điều đó cho thấy cỗ máy ghi bàn của Pep đã dần được khởi động và trong đó Ferran Torres với vị trí cao nhất của mũi đinh 3 đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Trên đây là 11 cái tên được chúng tôi lựa chọn cho đội hình tiêu biểu của vòng 3 Premier League. Các bạn nghĩ sao về những lựa chọn này? Có cái tên nào mà các bạn muốn đề xuất hay thay thế ở một vị trí nào đó? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Xin cảm ơn.